Chiều ngày 18 tháng 3, Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức tiếp nhận cách ly 24 công dân Việt Nam đang lao động sinh sống tại Campuchia về nước. Tại nơi đón tiếp, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng hành lý cá nhân, cấp phát khẩu trang, rửa tay và ngâm chân trong dung dịch sát khuẩn. Đội ngũ y bác sĩ hướng dẫn cách tự phòng chống dịch bệnh. Hiện tại, 24 công dân được sắp xếp ổn định nơi ăn ở và thực hiện cách ly y tế 14 ngày theo quy định. Quá trình cách ly, các công dân được hưởng tiêu chuẩn ăn và nhu yếu phẩm sinh hoạt theo chế độ của quân đội hoàn toàn miễn phí. Hàng ngày, các công dân được đội ngũ y bác sĩ khám sức khỏe 2 lần một ngày.